Giang mỹ nhân, người trong giang hồ sau 25 năm, ngày ấy bây giờ ra sao? 25 năm trôi qua, Giang mỹ nhân trong series phim Đình Đám, Người trong giang hồ, Lê Tư Thư Kỳ, Khâu Thục Trinh đều có cuộc sống riêng đầy màu sắc. Người trong giang hồ là series phim Hồng Kông, lấy chủ đề xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường, được công chiếu vào đầu năm 1996. Ngay từ khi ra mắt, bộ phim đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả xứ Cảng Thơm lẫn khán giả châu Á. Người trong giang hồ bao gồm 6 phần phim, nội dung xoay quanh câu chuyện vào sinh ra tử của các nhân vật Trần Hạo Nam, Trịnh Y Kiện, Cà Rừng Trần Tiểu Xuân, Đại Thiên Nhị, Tạ Thiên Hoa, Hạt Tiêu Lê Tư cùng một số nhân vật khác từ những ngày đầu bước chân vào giang hồ, trải qua biết bao sóng gió nước mắt, hạnh phúc, tình hình đệ, mối tương thù cho đến khi Hạo Nam trở thành trùm khu vịnh Đồng La. Người trong giang hồ thành công không chỉ do nội dung hay hấp dẫn, phù hợp với thời đại lúc bấy giờ, mà còn do sự khéo chọn diễn viên của đạo diễn. Bộ phim quy tụ những gương mặt đình đám vào lúc bấy giờ của làng giải trí Hồng Kông như Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Ngô Tuấn Vũ, Lê Tư, Nhậm Đạt Hoa, Thư Kỳ, Khưu Thục Trinh, Lý Gia Hưng, Mạc Văn Úy. Ngồi dàn sao nam thực lực thì dàn nữ chính toàn là mỹ nhân vẫn khiến cho khán giả nhớ mãi loạt phim này bởi sự dịu dàng tươi tắn hơn trong một thế giới ngầm toàn chém giết. Giờ đây đã hơn 25 năm trôi qua, chàng mỹ nhân mà chúng ta theo đuổi năm đó thế nào? Một Lê Tư. Nhắc đến nữ chính của người trong giang hồ, không thể không nhắc đến Lê Tư, người tình của cuộc đời Trần Hạo Nam, Trịnh Y Kiện thủ vai. Thời điểm đóng Người trong giang hồ, Lê Tư chỉ mới 24 tuổi, nhưng cô đã thể hiện một cách hoàn hảo hình tượng nhân vật khi thuần khiết lúc cay độc, da trắng như tuyết, đôi mắt biết nói, khuôn mặt xinh đẹp cùng lúng đồng tiền. Điều này không chỉ giúp Hạt Tiêu chiếm lấy trái tim của Trần Hạo Nam, Trịnh Y Kiện đóng, mà còn khiến cho anh hết lòng yêu thương bảo bọc cô. Với diễn xuất tự nhiên và xuất sắc của Lê Tư, Trịnh Y Kiện, cả hai đã trở thành người tình màn ảnh trong lòng biết bao khán giả hâm mộ phim Hồng Kông thời ấy. Sau Người trong giang hồ, Lê Tư còn tạo rất nhiều ấn tượng qua các bộ phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tân Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng 2. Năm 2008, sự nghiệp đang ở đỉnh cao nhưng do em trai bị tai nạn giao thông phải điều trị lâu dài, Lê Tư đành rút khỏi làng giải trí và thay em trai quản lý thẩm mỹ viện. Đến năm 2009, Lê Tư kết hôn cùng tỷ phú Tật Nguyền Mã Đình Cường và hạ sinh ông xã ba cô con gái. Hiện tại ở tuổi 49, Lê Tư sống hạnh phúc, giàu sang cùng gia đình. Bên cạnh đó, dù đã U50 nhưng Lê Tư vẫn đẹp bất chấp. Tuy nhiên cô cũng từng chia sẻ, để giữ được sắc vóc như vậy không phải hoàn toàn tự nhiên mà có. Nữ diễn viên rất chăm chỉ tập luyện thể dục. 2. Khâu Thục Trinh. Trong bộ phim Người trong giang hồ 2, Mảnh Long Quá Giang, vai tình nhân của trùm băng đảng Đài Loan Đình Dâu do Khâu Thục Trinh đảm nhận, tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Khán giả xem phim nhận xét, mọi bước di chuyển của cô đều bộc lộ khí chất gợi cảm của một người phụ nữ nhỏ bé. Mặc dù cô là một nhân vật phản diện trong phim, nhưng hình tượng hoàn hảo của trí tuệ và sắc đẹp không chỉ trở thành người phụ nữ được yêu thích nhất trong cuộc đời của Loa Công, mà còn là đại diện cho nữ thần gợi cảm của tuổi trẻ và nguy hiểm. Cũng trong giai đoạn đó, Khâu Thục Trinh được xem là biểu tượng gợi cảm của Hồng Kông. Sau đó Khâu Thục Trinh góp mặt trong nhiều dự án Sát Thủ Lõa Thể, Thần Bài, Đoạn Tình Từ Hy. Cũng giống như Lê Tư, đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Khâu Thục Trinh bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Năm 1999, Khâu Thục Trinh kết hôn với thương gia Thẩm Gia Vĩ và lần lượt sinh ba con. Hiện tại Khâu Thục Trinh có cuộc sống rất hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ. Cô không tham gia đóng phim nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện của bạn bè thân thiết. Bên cạnh cuộc sống hạnh phúc, nhìn nhan sắc hiện tại của Khâu Thục Trinh, ít ai đoán được cô đã 53 tuổi. 3. Thư Kỳ. Sau Lê Tư và Khâu Thục Trinh, một nhân vật linh hồn khác của Người trong giang hồ là nữ diễn viên Thư Kỳ. Thư Kỳ có lẽ là mỹ nhân xuất hiện nhiều nhất trong phim khi góp mặt trong phần 5 Long Tranh Hổ Đấu, phần 6 Sinh Ra Để Làm Vua và phần tiền truyện. Vai diễn ấn tượng nhất của Thư Kỳ đó chính là vai Đặng Mỹ Linh, bạn gái của Trần Hạo Nam. Khi đó Thư Kỳ chỉ mới 22 tuổi, đẹp hút hồn với cặp lông mày trầm, đôi mắt to, với đôi môi căng mọng, với nét thanh tú và sự gợi cảm đó, Thư Kỳ là sự thể hiện hoàn hảo cho hình tượng nhân vật ngu dốt và vô tư. Nụ cười hay giọt nước mắt, Thư Kỳ đều có thể truyền tải được đến khán giả. Hơn 2 thập kỷ bằng tất cả nỗ lực, Thư Kỳ đã xóa bỏ đi mác diễn viên 18 cộng của mình bằng hàng loạt dự án phim lớn từ trong nước đến quốc tế, cùng hàng loạt giải thưởng lớn uy tín. Ngoài ra Thư Kỳ còn có cuộc hôn nhân đông đầy hạnh phúc với ông xã Phùng Đức Luân sau những năm tháng yêu đương đầy trắc trở.
Năm 2019, Thư Kỳ tuyên bố tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị bệnh dị ứng da nghiêm trọng của mình. Cho đến gần đây, sau khi điều trị hết bệnh dị ứng da, Thư Kỳ đã quay lại công việc khi góp mặt vào ba dự án Người Yêu Du Côn, Đạo Thương Thứ, Trên Sông Xu Lanh. Bên cạnh đó, ở tuổi 45, bất kể vóc dáng hay gương mặt của Thư Kỳ đều không có nhiều thay đổi so với khi còn trẻ. 4. Lý Gia Hân. Dù trục chính của cốt truyện Người Trong Giang Hồ được liên kết với sự trung cảm của thế giới ngầm, nhưng sẽ luôn có một người thuần khiết và không bị vấn đục để tạo thêm cảm giác tương phản với cốt truyện. Và nhân vật này chính là cô giáo Lâm do Hoa hậu Lý Gia Hân đóng. Khi tham gia phim Lý Gia Hân 27 tuổi, với đôi mắt thông minh và khuôn mặt thanh tú đầy khí chất, khán giả đã hoàn toàn bị thu phục bởi vẻ đẹp của mỹ nhân họ Lý trong vai cô giáo Lâm. Trải qua vài mối tình dang dở, năm 2008, Lý Gia Hân kết hôn với tỷ phú Hứa Tấn Hanh. Cũng trong giai đoạn đó, Lý Gia Hân bị chỉ trích là tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình Hứa Tấn Hanh và Hà Siêu Quỳnh, cô con gái giỏi giang quyền lực nhất của vua sòng bài Ma Cao Hà Hồng Sơn. Nhưng sau đó, cả hai đã chứng minh cho mọi người thấy tình cảm mà cả hai dành cho nhau. Hiện tại ở tuổi 51, Lý Gia Hân tận hưởng cuộc sống giàu sang bên cạnh chồng và con trai. Bên cạnh đó, nhan sắc của Hoa hậu Hồng Kông 1988 vẫn khiến cho nhiều người ghen tị bởi đẹp trường tồn. 5. Dương Cung Như. Dương Cung Như đóng vai Jun trong phần Người Trong Giang Hồ, Hồng Hưng, Thập Tam Muội. Khác với những diễn viên khác, Dương Cung Như không đóng vai người yêu của Trần Hạo Nam, mà thay vào đó là bạn tri âm với vai Jun, một cô gái có sống mũi cao, dáng người phóng khoáng, tướng đi thanh thoát. Cùng gương mặt quyến rũ, Dương Cung Như được đề cử hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông. Điều này đã khẳng định được diễn xuất của Dương Cung Như. Ở tuổi 47, Dương Cung Như đã trưởng thành hơn cùng sức hút từ vẻ đẹp nội tâm. Tuy nhiên, Dương Cung Như vẫn chọn cho mình cuộc sống độc thân. Có lẽ cô là mỹ nữ không may mắn trong đời sống tình cảm nhất trong dàn mỹ nữ của loạt phim Người Trong Giang Hồ. 6. Mạc Văn Úy. Trong phim Mạc Văn Úy, vào vai Lâm Thục Vân, bạn gái của gà rừng Trần Tiểu Xuân và là con gái của một linh mục. Mặc dù ngoại hình không nổi bật bằng những người đẹp khác, nhưng với nét đẹp lạ cùng sự thông minh của Lâm Thục Vân, Mạc Văn Úy khiến cho người khác phải siêu lòng. Sau cuộc tình thất bại với Phùng Đức Luân, Châu Tinh Trì, năm 2011, Mạc Văn Úy kết hôn với một người Đức, đã có ba con riêng. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, hàng loạt trang tin tức Hồng Kông đưa tin ông xã cô là người đồng tính. Bỏ mặc những tin đồn, sau 10 năm Mạc Văn Úy vẫn sống hạnh phúc bên ông xã. Vào năm 2018, Mạc Văn Úy đã tổ chức show lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Tiệc Xác Mạc Văn Úy. Chuyến lưu diễn kỷ niệm 25 năm ca hát. Tính đến nay, nữ diễn viên gác kiếm đã có hơn 50 show diễn khắp thế giới trong vòng 18 tháng. 7. Ngô Quân Như. Nhân vật nữ đáng chú ý và cuối cùng của Người Trong Giang Hồ là Thập Tam Muội, chị 13, do Ngô Quân Như thủ vai. Dù không sở hữu ngoại hình quyến rũ xinh đẹp hay dịu dàng nữ tính như những nhân vật nữ chính khác, Ngô Quân Như vẫn hút hồn người xem qua hình ảnh nam tính, khí chất lạnh lùng của khẳng khái của nhân vật Thập Tam Muội. Đây cũng là vai diễn để đời của Ngô Quân Như, giúp nữ diễn viên mang về giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại liên hoan phim Kim Tượng nhờ kỹ năng diễn xuất tinh tế. Ở tuổi 56, Ngô Quân Như đã có một cô con gái với người tình Trần Khả Tân. Dù cả hai vẫn chưa kết hôn sau hơn 20 năm chung sống, dù vậy cả hai vẫn luôn yêu thương, tôn trọng nhau.